17 đều. Một điểm rất nỗ lực của Trần Vĩnh Long đã khiến cho Ngọc Diệp bị chấn thương. Lực lượng y tế đã phải vào săn sóc cho Ngọc Diệp. Lực lượng y tế vẫn đang chăm sóc và chẩn đoán mức độ chấn thương của Ngọc Diệp. Hình như là ban tổ chức và lực lượng y tế cũng đang thiếu một chiếc cáng. Đây sẽ là một điều